Hi, xin chào các bạn. Ở bài trước mình đã hướng dẫn các bạn viết hàm hiển thị tích của tổng chỉ số chẵn và tổng chỉ số lẻ từ một số tự nhiên nhập vào. Ở bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn viết hàm tính n giai thừa. Rồi, thì giả sử nếu như mình nhập vào số 0 thì output của n nó giai thừa nó sẽ là 1. Nếu mình nhập vào là -3 tức là số âm thì nó sẽ phải xuất ra là vui lòng nhập số tự nhiên. Nếu mình nhập vào một cái input là 15 thì nó sẽ ra một số rất là lớn. Thì chúng ta có cái mẫu input như thế này rồi. Còn cái lý thuyết cái n giai thừa là như thế nào á thì chúng ta có thể Google. Các bạn có thể Google. Thì n giai thừa tức là giả sử n giai thừa là bằng giá trị của n nhân cho n trừ 1 nhân n trừ 2 nhân cho tới giá trị là số 1. Được không? Đó, hình như rồi, nhớ rồi, hình như là tới n trừ n hay n trừ n cộng 1 gì đó. Làm quanh thế toán mình dở lắm, mình chỉ biết các cái lý thuyết chơi vậy thôi. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta bắt đầu. Chắc chắn hàng ngày chúng ta sẽ phải làm một cái chuyện là gì? Có cái vòng lặp, đúng không? Nhưng mình có thể ngầu hơn, mình dùng để quy. Xịn không, xịn không, xịn không. Rồi, đây là code của bài trước ha. Để mình mở cái code của bài kế tiếp. Thế mình quay rất là nhiều bài tập cho các bạn này. Rồi, file. Ok. Việc đầu tiên phải nhập để n. Không nói nhiều. Nhập được rồi nói chuyện tiếp. À xong. Bây giờ chúng ta nói tiếp. Nếu như mà n nó nhỏ hơn 0 thì có phải lúc này kêu là nhập vào số tự nhiên đi. À, vui lòng nhập số tự nhiên. Ok. Ngược lại, có phải chúng ta sẽ phải tính giai thừa đúng không? Chúng ta sẽ in kết quả của cái thằng giai thừa ra. Giai thừa của n nhập vào. Xong. Thì lúc này chúng ta làm gì? Chúng ta đi định nghĩa cái hàm giai thừa. Ok. Rồi, định nghĩa một hàm là gì? Def, define giai thừa với n nhập vào. Ok. Thì lúc này làm gì? Điều kiện dừng là, giả sử mình làm cái vòng lặp ha. À, for đây nè. Giả sử mình làm cái vòng lặp là cho một cái biến y range. Range này là từ 0 cho tới n. Đó, tức là range này. Được chưa? Mình làm cái chuyện là làm một cái biến tổng giai thừa đi. Tổng bằng 0 trước đi. Rồi. Mình làm cái chuyện là quên, dừa dấu. Cái này là mình đang giải theo cách bình thường mình suy luận nha. Sau đó mình sẽ chỉ cho các bạn dùng để quy, để giải quyết đó. Thì có phải là chúng ta sẽ phải làm cái chuyện là bằng y nhân cho tổng, đúng không? Nhưng tổng lúc nào bằng 0 mà nhân lúc nào cũng sẽ bằng 0 nên tổng mình phải đem 1. À, vậy thì tổng bằng tổng nhân y. Thì có phải là y tăng dần mà y bắt đầu từ 0. Vậy thì chỗ này mình phải cho y bắt đầu từ 1. Đó. Thì có phải là đầu tiên là 1 nè, nhân với 1 nhân với 1 là bằng 1 rồi. Sau tiếp tục 1 là tổng nè, y lên là 2, 1 nhân với 2 là bằng 2. Sau đó tiếp tục 2 này là nhân với 3. Rồi kết quả 2 nhân 3 là 6, 6 là nhân 4, cứ vậy nhân dần lên thì đó là chính là cái giai thừa. Đúng không? Theo lý đây chính là vòng lặp của chúng ta nè. À, nếu các bạn muốn giải theo cách vòng lặp. Nhưng mà nhớ xong thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải return cái tổng về. Nhưng bây giờ mình không muốn giải bằng cách vòng lặp nữa. Mình sẽ giải bằng cách là dùng để quy. Thì mình sẽ giải cho các bạn coi nha. Để quy đầu tiên chúng ta phải có điều kiện dừng. Đó là nếu như n bằng 0 thì chúng ta return là 1. Vì sao? Vì mặc định trong quy ước n giai thừa mà n bằng 0 thì giá trị của n giai thừa đó là bằng 1, đúng không? Đó. Còn tiếp tục thì chúng ta return giá trị n nhân cho giai thừa n trừ 1. Nhìn cái này có phải nó rất là đúng cái công thức tổng quát của nó không? N giai thừa bằng n nhân cho n trừ 1 nhân n trừ 2 nhân n. Và cứ mỗi lần mình giai thừa lại vô trong giai thừa này thì lại chính là n nhân cho n trừ 1. Đó. Đề quy như vậy nó rõ ràng tường minh với cái công thức tổng quát của n giai thừa hơn. Thì sau khi xong tới đây là mình xong. Có đề quy thì rất là hay đúng không? Rồi bây giờ vậy thử. N giai thừa đưa 3, kết quả sẽ là 6. Vì sao? Vì nó là 1 nhân 2 rồi nhân 3. Rồi bây giờ mình thử nè. 2 kết quả sẽ là 2. Nếu mình đưa vào là 4. Kết quả sẽ là 24. Vì sao? 1 nhân 2 nhân 3 rồi lại nhân 4. Đó. Vậy là mình đã giải được n giai thừa rồi. Và dùng cách để quy luôn. Ok ha. Đó. Vậy là bài này mình đã hướng dẫn các bạn viết hàm tính n giai thừa.
Ở bài sau, mình sẽ hướng dẫn các bạn viết hàm để quy tính số Fibonacci thứ n nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên luyện tập, thử thách không ngại khó. Cảm ơn các bạn.